Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 22 tháng 11, và tiếp tục sẽ có những cái sản phẩm siêu sale giá cực kỳ hấp dẫn cho video này. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video hôm nay. Số điện thoại của em thì có để ở dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Shop em có thu phí ship là 20.000 đồng cho một mã đơn hàng và nhận chuyển khoản đi đơn anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái sản phẩm này là siêu sale đầu video nè. Cái này là dạng một cái vali sách như vậy nha anh chị, vali sách quần áo hành lý á. Mẫu này thì em thấy nữ xài là hợp, tại vì vải phối với lại da tổng hợp và nó có họa tiết hoa văn. 45 nhân với lại 35 nhân với lại 11 cm. Rồi mẫu này thì mình kéo hết và kéo xuống tới đây thì bên trong nó sẽ là như vậy. Bên trong nó lót vải lụa, có hai cái này để mình gài lại khi mình đựng đồ nè. Nhưng mà cái chỗ lót vải lụa này nó có hơi bị ố nha anh chị, nó có ố như hình. Rồi chỗ này nè, nó có bị gãy phơm. Và cái vải nó cũng tưa tưa luôn. Để em lấy cái nét chỗ này cho anh chị xem. Đây nè, ngay đây nè anh chị. Đó, cái vải nó tưa và gãy phơm ha. Và em có phát hiện thêm một cái chỗ này nữa, là cái chỗ chỉ này nè, nó có bị sức một ít chỉ ngay đây. Cái này mình về mình mai sơ lại ok ha, hoặc là mình đựng đồ gì đó để mình để trong kho rồi này kia cũng được. Em bán giá lỗi cho cái túi này với giá là 90.000, chỗ em mã số là 37B, giá là 90 nha. Cái này em bán giá lỗi nha chị nha, và đã có báo lỗi rồi, 37B giá 90.000 cho cái túi này, và giá em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh chị. Tiếp tục là em có một cái túi du lịch bằng vải, hai cái túi du lịch bằng vải giống nhau, cái bự cái nhỏ nha. Độ mới cao lắm, vải phối với lại da tổng hợp. Cái này á, thì độ mới khoảng cỡ được 89-90%, size ngang á, là được 46 nè, cao lên là được 31. Rồi bên trong nó như vậy ha, cực kỳ đẹp luôn. Này mình đựng đồ đi về quê ăn Tết đều là vô tư, sách như vậy nam nữ đều xài được, hoặc là mình xài gia đình cũng được. Mẫu này chỉ sách thôi. Em sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 400.000, mã số là 38B, độ mới còn rất là cao nha anh chị nha, 38B giá 400. Rồi em có một cái nó tương tự như vậy, nhưng mà cái này thì nó sẽ không có cầu kỳ như cái kia, nó đơn giản thôi. Nó là một cái túi nhỏ đơn giản, như túi trống đơn giản như vậy nè, nó không có cầu kỳ nhiều ngăn như cái kia ha. Rồi cái thương hiệu cũng như chất liệu cũng như là cái độ mới nó tương đương với cái kia. Size ngang là được 59 nè, cao lên là được 32. Nó vẫn chỉ xách tay thôi, không có dây đeo. Cái này em bán cho mình với giá là 300.000, chốt cho em mã là 39B, giá 300. Cái này mình mua để dành Tết, mình xài là ok rồi đó anh chị. Và nó bằng vải cho nên mình để đồ nhiều vô thì thường á, là các anh chúng mình thích xài những cái túi bằng da thật thì nó sẽ chất, sẽ bền, sẽ có gu đồ ha. Nhưng mà khi mà mình để đồ á thì nó sẽ bị nặng. Còn nếu mà mình thích nó nhẹ nhàng, xách nó đi dễ thì mình lấy cái bằng vải là ok rồi. Cái này là bằng da tổng hợp, size ngang á là được 45, cao lên là được 35, dạng túi du lịch nha anh chị, da tổng hợp như vậy nè, made in China bên trong luôn ha, lót là lót vải. Dáng này mình chỉ xách thôi, không có dây đeo. Rồi, cái này em bán cho anh chị với giá là 200.000. Cái này bằng da tổng hợp ha, 200, mã số là 40B, 200.000 cho cái này. Độ mới thì như y chang như trên video luôn, nó là hàng si, nhưng mà không có cũ xì đâu ha, nhưng cũng không phải là mới ken. Rồi, tiếp tục là em có cái ví của Dunhill nè. Hai cái ví da này là của Dunhill. Cái này thì nó bằng da mà nó trơn như vậy, không có dập vân gì hết ha. Độ mới nó khoảng 70-80%. Không, 70% thôi, không được 80 đâu. Rồi, bên trong nó như vậy nha, hàng của Dunhill. Có độ cũ, độ sờn gốc nha anh chị. 18 nhân với lại 10. Rồi, cái này em sale nhanh cho anh chị cái này với giá là 350. Mã số là 40B, 350 nha. 40B 350 cho cái túi này. Còn một cái ví này siêu rẻ luôn nè. Đó, ví này ha, ví này thì anh chị sẽ thấy họ sẽ làm xước vân tâm và có cái độ trầy ở trên cái ví, mình thấy nhiều hơn cái ví kia. Nó cũng là dạng ví dài của Dunhill luôn. Cái này em sale nhanh cho mình với giá là 250, mã là 42B 250 cho cái ví này nha. 42B 250 anh chị. Rẻ lắm à. Rồi tiếp tục. Một cái túi da da. Túi này thì còn mấy cái anh chị em sale hết luôn, anh chị chốt luôn giùm em cho hết hàng ha.
Cái video sale vừa rồi là dường như nó cũng gần hết rồi đó. Giờ em lên thêm một video này nữa, anh chị mình có thể xem chọn hàng săn sale giùm em ha. Bên ngoài là da thật, bên trong lót phun sơn 27 nè, nhân với lại 14 dán xách tay thôi nha. Bên ngoài rất là mới đẹp, nhưng mà bên trong thì nó lót phun sơn, hiện tại thì nó chưa có dính đồ đâu, nhưng em vẫn bán giá lót phun sơn luôn anh chị ha. Rồi cái này em đang sale giá rất là rẻ rồi. Rồi sale nhanh cho anh chị cái này với giá là 200 ngàn luôn. Hôm trước em sale là 300 đó, hôm nay sale còn 200 ngàn, mã là 43B, giá là 200, 43B, 200 ngàn cho cái túi này. Rồi một cái kén tầm nè anh chị, kén tầm 500 ngàn cho cái kén tầm này. Kén tầm nó cũng ít gặp lắm, mà mình xài phong thủy ok. Size ngang là được 28 nè, cao lên là được 13. Mình có thể cầm như cái cốp như vậy, hoặc là mình lấy cái dây ra mình xách nha anh chị nha. Bên trong lót vải. Đó, kén tầm là cái chất liệu nó như vậy, y chang như trên video em giới thiệu luôn, và em giao đúng cái này cho anh chị ha. Và mình hoàn toàn kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu mà em có giao sai hàng thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm hết cái đó anh chị nha. Nhưng mà không có bán kiểu là anh chị gửi lên anh chị xem có thích thì mình nhận, không thích thì thôi ha. Anh chị vui lòng mình xem kỹ trên video, nếu thích thì mình hạ chốt và chuyển khoản giúp em thì em mới đi đơn, chứ không có hoặc là gửi 2-3 cái lên mình lựa thì em không có bán kiểu như vậy nha anh chị ơi. Rồi mã số 44B, 500 ngàn cho cái túi kén tầm 44B, 500k. Rồi tiếp tục một cái túi da tổng hợp nè anh chị. Cái này da tổng hợp nha, form hộp rất là đẹp luôn. Size ngang là 20, cao lên là được 19, độ dày là được 8 cm. Rồi bên trong là lót vải anh chị ha. Xem nhanh cái này cho anh chị với giá là 190, bằng da tổng hợp nhưng mà rất là đẹp, form hộp đẹp luôn. 45B 190 ngàn nha, 45B 190 cho cái túi này. Tiếp tục là cái Burberry nè anh chị, túi trống của Burberry sale luôn. Có một số cái rất là VIP mà ít gặp lắm á. Size ngang là 31, cao lên là 22, độ dày là được 18 cm. Cái này độ mới rơi vào khoảng cỡ 78-79%, không mới ken ha, khoảng 80% đổ lại. Góc cạnh có sờn như hình nha. Đó, và tổng thể nó là vòng full da đó anh chị, full da bò. Túi Burberry của London, nhưng mà thường những cái sản phẩm túi người ta sẽ không có ghi made in nước nào, đa số luôn khoảng 90% là họ không có ghi. Và mình cái này thì họ sẽ lót vải dập hiệu Burberry nha anh chị nha. Dạng này là dạng túi trống á. Rồi không có dây đeo đâu ha, không thiết kế dây đeo, khoen khóa thì dập chữ Burberry. Mẫu này thì nam nữ xài được nha. Cái phần da trên này nó có chỗ đồi mồi, nói chung là có độ cũ nhưng mà cũng không phải là nhàu nát anh chị nha. Những cái hàng này là hàng VIP, hàng giá trị cao thì qua tới tay mình, những cái sản phẩm này cũng vintage cổ điển nữa thì nó cũng lâu đời rồi và cũng qua nhiều người sử dụng rồi thì đồ cũ chắc chắn phải có ha. Rồi sale rất nhanh cái này cho anh chị với giá là 1.900.000 luôn, 1900. Chốt giùm em mã số của nó sẽ là 46B 1900 cho cái túi Burberry. Cái này hôm trước em bán 2.000.000 mấy. Rồi tiếp theo là em có một cái túi này là của Charlotte and K, da là da của hãng nha, không phải là da thật, nó là da tổng hợp á anh chị. Mình dùng để mình đeo thắt lưng ha. Mẫu này thì hiệu này thì nó quá quen thuộc rồi, nếu mà anh chị nào mà mình có hay đến những cái trung tâm thương mại lớn thì những cái store của những thương hiệu này họ đều có hết. Size ngang là được 30 nè, cao lên là được 21, và giá cao lắm nha, giá vô là tiền triệu không á. Vài triệu, ví dụ như 3-4 triệu, 5 triệu gì đó thì nó sẽ là cái giá bình dân, rất là bình dân so với hàng xa xỉ ha. Những cái kia ví dụ như Dunhill hay là Goldfield gì đó thì giá mấy chục triệu anh chị. Còn thường thường người ta làm store là những cái giá tầm khoảng 5 triệu, 6 triệu đồ đó đổ lại. Thì như những cái sản phẩm của thương hiệu này nó tầm đó. Cái này mình mua hàng si với độ mới khoảng cỡ 89-90%. Mẫu này có cả dây anh chị ha. Em bán cho mình cái này với giá là 400 ngàn. Chốt giùm em mã là 47B, giá là 400. 47B 400 ngàn cho cái túi này. Tiếp tục một cái chiếc túi trần trám này. Mẫu này mình mua để đựng mỹ phẩm rất là ok luôn, da bò màu mỡ gà. Size ngang là được 24, cao lên là được 11, độ dày là được 13 cm. Khoen khóa thì người ta dập hiệu ha, Yuri của hàng hiệu của Nhật. Cái này độ mới còn rất là cao,
hàng hiệu của Nhật, được made in Thái Lan, lót là lót vải luôn, rất là đẹp. Em đang bán cái này với giá là 850. Mẫu này thì đựng mỹ phẩm nha anh chị, không có phải là đựng, không có phải là có dây đeo nha, cái này không có dây đeo. Rồi 850 và em sale nhanh cho anh chị cái này với giá là 780. Mã số của nó sẽ là 48B, giá là 780.000. 48B 780.000 cho cái túi này. Rồi tiếp tục nè. Túi đà điểu này sale luôn nè, túi đà điểu màu xanh. Form này xách tay hoặc là mình đeo vai nha. Màu xanh độ mới khoảng cỡ 90%. Em không có đổi form á. 26 nè, ngang đáy là 20, cao lên là 25, độ dày là được 12 cm, khoen khóa là sáng luôn. Có khóa kéo miệng, lót là lót nhung. Như vậy ha. Form xô có khóa kéo miệng. Rồi cái này em sale nhanh cho anh chị với giá là 1 triệu tròn. Chốt giùm em mã là 49B, giá là 1 triệu tròn cho cái túi này. 49B nha, giá 1 triệu anh chị. Rồi tiếp theo, một cái túi da cá sấu đeo chéo. Da cá sấu đeo chéo nha, độ mới khoảng 82%. Da cá sấu thật anh chị. Cái bụng của nó sẽ được là 20, cái đáy là được 13, ngang miệng là được 17, cao lên là được 17 nha anh chị nha. Dây có thể tăng đưa được. Rồi bên trong là có chứng nhận da cá sấu, lót là lót da luôn. Rồi cái này em sale nhanh cho anh chị với giá là 1 triệu 2. Mã số là 50B, giá là 1200. 50B 1200 cho cái túi này. 50B. Rồi một cái túi này là túi da trâu nước của Goldfield, phông trống luôn. Này em đang bán 2 triệu mấy. Size ngang của nó là 40 nè, cao lên là được 20, độ dày là được 22. Hàng của Đức anh chị. Và cái dòng này thì cái da của nó chất như vậy chứ không phải nó bị cũ xì đâu nha. Cái này không phải là vết cũ mà là cái màu cũng như là cái sớ da nó như vậy. Rồi hàng hiệu của Handmade in Germany ha. Có ghi tác là Handmade in Germany. Bên trong là không có dây đeo ha, không thiết kế dây đeo. Bên trong là lót vải hãng luôn, rất là mới đẹp. Độ mới nó cũng 80%, không có gì phải lăn tăn. Nó không có phải là bóng bẩy như những cái dòng khác, nhưng mà cái dòng này thì nó chất. Và nó là một cái người ta gọi là da trâu nước. Rồi cái này em sale nhanh cho anh chị với giá là 2 triệu 3. Mã số là 51B. 2 triệu 300 ngàn. 51B nha anh chị nha. Tiếp tục nè. Tiếp tục là cái túi này, túi du lịch này, cái này bán giá lỗi á. Cái này là nó bị mất cái đồ mà để mình kéo đó, dây kéo thì còn ok, nhưng mà cái đồ bị mình kéo là mất rồi, mình về mình thay cái dây kéo khác giùm em nha. Hàng hiệu này là hiệu của Ridali Made in Italy, bằng da, bên trong cũng lót da luôn. Nó mất cái dây kéo nha anh chị nha, bên ngoài độ mới còn rất là ổn như vậy nè. Độ mới bên ngoài rất là cao, hàng của Ý luôn. Nó như vậy, dây kéo là mình đem ra tiệm cho người ta xử lý giùm mình. Rồi cái này hôm trước em, à quên, em đo cái thước chứ. Size ngang là được 46 nè, ngang đáy là được 47, cao lên là được 38. Mã số là 52B, em sale cho mình 700 ngàn. Cái này hôm trước em bán 800 á. Nếu mà nó có cái dây kéo là nó tiền triệu anh chị ha. Tại vì bán giá này mình về mình phải tốn công, mình đi ra tiệm để người ta xử lý á. Thì cho nên là em bán giá sale. Anh chị vui lòng mình coi trên video anh chị nha. Có lỗi thì em báo lỗi, còn không có lỗi thì mặc định thì nó y vậy, nó không có gì khác hết. Rồi một cái túi này là form Kelly da đà điểu nè, sale luôn, sale suốt 3 ga luôn. Size ngang là được 25, ngang đáy là được 28, cao lên là 22, độ dày là 10. Đó, còn ổ còn chìa đây ha. Độ mới cái này rơi vào khoảng cỡ 88-89%. Hàng được made in Italy, bên trong lót da. Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 1450. Cái này không có dây đeo nha anh chị nha. 1450, mã số là 53B. Mẫu này không có dây đeo, không có thiết kế dây đeo chứ không phải mất, không có dây. Rồi tiếp theo, tiếp theo là tới cái túi này. Túi này của Einer. Einer bằng da, hàng hiệu của Đức. Size ngang là 30, cao lên là được 21, độ dày là được 15 cm. Form công sở, xách tay đeo vai dài. Khoen khóa thì
hình eyeliner hình móng ngựa luôn, made in Italy, lót là lót vải nha anh chị nha. Sale nhanh cái này cho anh chị, góc cạnh thì còn rất là đẹp ha. Màu cũng màu sáng nhưng mà nó không có bị đậm màu chỗ nào hết. Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 700 ngàn, mã số là 54B. 54B giá 700. Rồi tiếp theo. Em có một cái cây dù. Cây dù này nó màu đỏ đô. Đó, cái vải nó như vậy nè, để em cận cảnh cái vải cho anh chị xem. Cái dù này là dạng size cỡ khi mình bung ra hết, mình đo từ đây qua đây á thì nó sẽ khoảng tầm trên 90, tức là không bị nhỏ, anh chị yên tâm nha. Trên 90 đó. Cái vải rất là đẹp luôn và mình xếp gọn lại được ha, vải dù. Cái cây này thì cái vải nó mỏng thôi nhưng mà độ mới nó cao. Cái phần cán bên dưới này là bọc cái nhựa giả gỗ. Đó, độ mới rất là cao ha. Cái này là hàng si Nhật, còn cả cái túi vải cho mình đựng đây. Khi mà em gửi cho anh chị thì em sẽ xếp gọn lại hết, anh chị yên tâm nha. Xếp gọn lại mình bỏ trong túi xách là rất là phù hợp luôn. Cái này em sale nhanh cho anh chị với giá là 220. Mình chốt giùm em mã số là 53B 220.000 cho mã là 53B 220. Mấy này là đang giá sale anh chị, bình thường cái này em bán 300. Cái này bây giờ em sẽ bán 220 giá sale ha. Có một cây dù hoa nè. Cây dù hoa này thì cho các chị mình xài ok nè. Đó, bung ra ha. Cây này hoa bung ra rất là đẹp luôn. Đo thử nè. Size ngang á là được 82, cây này là cây cỡ một xài một người, cây này 82 thôi. Giải đẹp nha, độ mới này khoảng cỡ 85%. Không có gì để chê đâu. Giá rất là rẻ. Cán của nó sẽ là cái cán gỗ thật luôn nè. Cán gỗ thật. Vải đây là vải dạng như là vải kaki cứng á. Trên đây cũng là gỗ luôn. Rồi cái này em đang bán giá là 250 ha, và sale nhanh cho anh chị cái này với giá là 200 ngàn. Chốt giùm em mã là 56B. 56B giá 200. 56B nha, 200 ngàn cho cái dù này. Tiếp tục. Có một cây dù màu đen bằng vải đây. Dù màu đen bằng vải, cái cán bằng gỗ và bằng nhựa rất là mới, chưa có tháo siêu luôn. Rồi, ở trên đây người ta thêu hoa. Cái này chắc nữ xài đẹp á anh chị, hoặc là mình mua cho học sinh á. Đó, cái này nó cũng cỡ tầm 80 mấy. Có thêu ren đẹp lắm, 86 nha anh chị nha. Bên trong á thì bên trong còn rất là đẹp và bên ngoài nó cũng y như vậy, cũng màu đen như vậy luôn. Có họa tiết rồi có thêu. Đó, rất là đẹp luôn nha. Cây này hàng hiệu của Pháp nè, của Guy Laroche, La Roche nè, hàng hiệu của Pháp anh chị. Rồi cây này em đang bán với giá là 350 và sale cho anh chị với giá là 300 ngàn. Chốt giùm em mã số là 57B. 57B nha, giá 300 cho cái cây dù đen. 57B giá 300. Này hàng hiệu của Pháp. Rồi tiếp tục. Em có một cái cây dù màu hồng rất là xinh nha, vải hồng. Đó, đẹp lắm. Cây này thì phía bên dưới cái phần này nó hơi xấu nè, cái phần cán thì nó hơi xấu nha. Giờ có được nút bấm này thì mình bấm bung nó lên thôi, chứ không có bấm ngược nha. Đó, cái này mình mua cho em cháu mình được, hoặc là tới mùa cưới rồi đó thì mình đi ăn cưới rồi mình xài mấy màu này là đẹp. Độ mới này khoảng cỡ 80% thôi, không mới keng ha. Sản xuất tại Taiwan. Cái này được 83. Bề ngang 83 nha anh chị nha. Nó đẹp và nó kiểu mùa xuân luôn á, chứ nó không có không mới keng, không mới lắm ha. Rồi gọn lắm. Sale nhanh cây này cho anh chị với giá là 200 ngàn, mã số là 58B. Giá 200. 58B giá 200 ngàn cho cây dù này. Vải đẹp lắm và họa tiết và màu nó kiểu màu hồng cánh sen nhạt nhạt á, rất là xinh, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo. Có một cây dù nam. Cây dù này size to. Size này mình không có gấp gọn lại được mà nó dài như vậy luôn nè anh chị. Nó có cái nguyên chỗ này nè, các anh các chú mình xài cái này đẹp, đi đám tiệc cũng ok. Cái màu nó là màu như hình luôn, màu y chang như vậy luôn. Đây là cái chất vải của nó đây. Cái dù này to nha anh chị nha. Dù này bề ngang khoảng 92 đến 95. Đó, vải rất là đẹp ha. Rồi
độ mới thì rất là cao, không có gì để chê đâu, còn cả cái túi luôn. Cái này em bán cho mình với giá là 320. Chốt giùm em mã số là 59B. 59B giá 320.000 cho cái cây này. 59B giá 320. Rồi, tiếp tục. Có một cái cây dù này cũng rất là đẹp luôn. Đây, cây này là bằng cán gỗ nè anh chị, đẹp không? Xịn lắm. Cán bằng gỗ mới lan can ha. Cái màu của nó là màu da. Đây, cây này nó như vậy, hàng có hiệu, hàng của Nhật. Bằng ni lông nha, có nút bấm luôn nè. Đó, made in China. Cái vải nó dạng như vải dù mỏng mỏng anh chị. Cây này to, độ mới rất là cao, độ mới này mua tặng được. Cái cán đẹp lắm. Cây này được 95, bung ra nó tới 95 ha, có nút bấm ha. Rồi, đẹp luôn, cây này bán cho anh chị với giá là 320 luôn. Chốt dùm em mã số là 60B. Cái này nam nữ đều xài được hết. 60B. Màu đẹp ha. Vải cũng rất là đẹp. Đây là cận cảnh cái vải nè anh chị. Nè, cái vải nó vậy. Rồi, 60B 320.000 cho cây dù này. Mã 60B. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là em có một cái set này là của Chanel. Set nước hoa và xà bông của Chanel ha, cái này em sale một ít luôn. Hộp này á, thì nó có bao gồm á, là một cái chai nước hoa và một cái cục xà bông của Chanel N hương N19. Mà một cục xà bông này là 100 g. Rồi, bên trong cục xà bông thì chưa có sử dụng nha, tức còn bọc như vậy đây, hương nước hoa. Xong, cái chai nước hoa thì có sử dụng rồi anh chị. Cái cục xà bông thì còn mới nha, còn chai nước hoa đã có sử dụng rồi. Chai này là cũng là hương N19 và dạng chai chấm chiết chứ không phải là chai xịt ha, và người ta có sử dụng rồi, còn khoảng cỡ 70-80% nha, là N19 anh chị. Rồi, cái này em đang bán với giá là 600.000 và sale nhanh cho anh chị với giá là 500. Chốt dùm em mã số là 61B, giá là 500.000. Bình thường một cục xà bông này em đã bán giá 450 rồi đó anh chị. Cái này 500 ngàn cho set này rất là rẻ. Anh chị nào mà mình đang muốn mua về xài thử cái Chanel thì mình có thể lấy cái set này ha. Xài cục xà bông nó tới Tết chưa hết luôn. Rồi, tiếp tục nè. Em có một cái set này của Hermès. Set này của Hermès anh chị. Set này của Hermès bên trong nó sẽ gồm có hai cục xà bông và một cái chai nước hoa nha, hai cục xà bông. Trong cái cục xà bông này á, thì là người ta có sử dụng, là người ta có cái hộp luôn cho mình nè. Đây, cái hộp xà bông Hermès ha. Hermès Paris. Rồi, cục xà bông bên trong. Chưa, để em mở ra nó cứng quá. Cái này, cái hộp này mình về mình bỏ trong nhà vệ sinh luôn cũng ok, khỏi phải mua thêm. Còn set này mình tặng cũng được. Đây, cục xà bông bên trong đẹp dữ lắm nha. Đây anh chị. Đẹp nha. Rồi, còn cả cái giấy để thấm hút gì nữa nè. Mùi của Hermès á, mình nghe cái mùi nó nhẹ vậy đó, chứ mình xài lên nó rất là thơm. Người đi ngang người ta sẽ thấy là cái mùi nó thơm mà nó thơm dai nữa anh chị ha. Nhưng mà mình thấy, mình ngửi thử thì mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Rồi, có một cái chai nước hoa nhỏ như vậy nữa nè. Rồi, set này em đang bán với giá là bao nhiêu đây? Rồi, cái này em sale nhanh cho anh chị với giá là 850 nha. 850 cho cái set này, rất là rẻ. Mua set này còn rẻ hơn set Chanel nữa. Nhưng mà cái Hermès này á, thì có khi mình lại không thích bằng cái mùi của Chanel, thì anh chị cứ chọn ha. Hoặc là mình chưa có Hermès thì mình xài thử cũng được. Rồi, tiếp tục nè. Tiếp tục là để em coi coi còn cái món gì nước hoa xà bông gì không. Đây, có một set này của Lush nè. Lush này là Lush của Nhật nha, chứ không phải là Lush Thái đâu đâu anh chị nha. Lush hàng hiệu của Nhật. Bên trong đây thì người ta sẽ ghi cho mình đó là, không, cái chỗ này là người ta ghi cái tiếng Nhật của cái hãng thôi. Thông tin hãng á. Rồi, trong đây có 13 cái cục xà bông, mỗi cục xà bông là 85 g.
À, như vậy set này mua tặng rất là hợp ha. Tặng nhau hoặc là mình mua để dành trong nhà mình xài, nó cùng một hương á, lách. Hương này giống như là hương sữa bò cho anh chị, chưa có xài gì đâu nha anh chị nha, rất là đẹp xịn luôn. Cái này em đang bán với giá là 980 và sale nhanh cho anh chị với giá là 880 ngàn luôn. Nhiều lắm 13 cục xà bông lận anh chị, xà bông hương nước hoa nha. Tại vì nó nhiều cái như vậy mình thấy cái giá 800 mấy mình thấy nó hơi cao. Cái mình mua cả hộp này mình xài chắc tới hết năm sau chưa hết nè. 880 ngàn thôi, rất là rẻ ha. Rồi em có một cái set này là của thương hiệu Marie Claire, set này là set muỗng nĩa nha. Đó, cái hộp bằng vải, bên trong nó có nhiều món lắm nè. Bên trong có một cái đồ đồ để mình bào rau củ nè, tỏi hay là bơ đồ đó, mình xài này cũng được. Rồi xong rồi một cái cây để mình quét bơ, quét bánh kem, khui, hộp khui chai. Rồi cái này để làm gì? Để chắc là tách lòng đỏ, lòng trắng hay sao đó anh chị ạ. Rồi một cái kẹp. Rồi một cái này để mình khui lon, khui bia. Rồi trên đây là có 5 cái muỗng, 5 cái đĩa nhỏ ha. Đó, nguyên một set này. Em sale nhanh cho mình với giá là 500 ngàn cho set này nha. Cái hộp thì nó hơi xấu nhưng sản phẩm bên trong chưa có xài. 500 ngàn, mã số là 64B. Giá 500 cho nguyên set nha, 64B. 500 ngàn anh chị. 64B giá 500. Tiếp tục. Đây, tiếp tục là em có cái này. Đôi giày màu nâu nè, hôm trước khách hỏi em có màu nâu không, em không có nhớ là em còn đôi này. Có một đôi màu nâu duy nhất thôi ha. Cái này bằng da BU nha, không phải da thật đâu. Size 38 anh chị. Cái gót này nó cao nhưng mà nó sẽ rất là vững. Size 38 thôi nha anh chị ơi, người ta ghi trên đây là Made in Japan là 23.5, tức là size 38 nha. Cái này em tưởng đâu nó là da thật cho nên là em mua về giá cao lắm. Về mình check thử nó không phải da thật cho nên là em bán giá siêu rẻ luôn. Và đang sale chỉ còn có 250 cho đôi này thôi. Là mình mua giá còn rẻ hơn so với mình ra mấy cái shop mà bán ở ngoài á. Ở chợ sinh viên ở đây người ta bán còn giá cao hơn cái này nhiều á anh chị, 700-800 một đôi da BU tương tự ha. Cái này em bán sale nhanh đó anh chị ơi. Rồi anh chị cái này á thì có một đôi màu nâu như vậy thôi nha. Lưu ý là da BU hàng Made in Japan còn hợp như ảnh luôn. 250 thôi. Chốt giùm em mã số là 65B. 250 nha, 65B. Màu nâu thì em chỉ có một đôi này là màu nâu thôi. Nâu nó cũng không phải là quá nhạt nữa. À, không phải là quá đậm nữa, nó cũng nhạt nhạt như hình ha. Rồi, em có cái đôi này. Đôi này thì màu đen. Đây. Đôi này thì bán hàng sale quá anh chị. Nó sẽ có cái hơi sần sần chỗ này nè, cái da BU này, cái này mình xài một hai lần thôi cũng ok rồi. Giá siêu rẻ luôn ha. Cũng là size 38 luôn, 23 1 phần 2. Nó có bị cái phần da chỗ này nè, nó có bị bong bong chỗ này với bên đây nó có bong chỗ này ha. Rồi cái này là em sale hôm trước em bán nhiêu, 100 ngàn hả, em sale nhanh cho anh chị với giá là 80 ngàn luôn cho đôi này, 80 ngàn anh chị ha. Chốt dùm em mã số là 66B. Lưu ý em có báo lỗi nha, 80 ngàn mã là 66B bằng da BU và có bong hơi chút xíu. Mình mang thì người ta cũng không có để ý kỹ tới dưới chân mình vậy đâu anh chị ơi. Rồi tiếp tục nè, em có một cái cặp này của Lăng Xeo. Lăng Xeo này nó màu xanh, phom đeo chéo đứng nhưng mà cái này nó hơi nhỏ, nó không có đựng vừa A4 nha, hàng hiệu của Pháp anh chị. Size ngang size cao lên là được 24 nè, ngang là được 20, độ dày là 5 cm. Hàng Lăng Xeo của Pháp, độ mới là phải 90% cộng luôn, có cả dây đeo, bên trong là lót da ha, còn chìa khóa đây, hàng được made in răng. Rồi ở trong đây á, thì là có một ngăn khóa kéo nhỏ phía sau. Cái này em đang bán sale với giá là 1,4 triệu, giá tới đó hàng không có sale hơn anh chị ha. 1,4 triệu, chốt giùm em mã số là 67B1400 cho cái túi này, 67B1400, 1,4 triệu. Rồi tiếp tục. Cái túi này
túi này là túi bằng da tổng hợp dập vân vôi ha, cái form nó cũng khá là lạ. Size ngang á là được 36, cao lên là 18, độ dày là 6 cm. Rồi hàng có hiệu nha. Bên trong là lót phun sơn nhưng mà hiện tại thì xài ok, hàng hiệu của Marat, còn cả dây đeo ha. Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 220. Mã số là 68B. 220.000. 68B 220 cho cái túi này. Tiếp tục xem còn gì em sale hết. Gần hết hàng sale rồi đó anh chị. Sale một hai video nữa là hết trơn. Rồi em có cái túi này đẹp lắm, rất là mới mua tặng nhau còn được luôn. Đẹp và nó kiểu thanh lịch lắm anh chị. Da bò đan, size ngang là 28 nè, cao lên là 23. Rồi bên trong lót vải có miệng cớp nha, hơi cứng thủi nha anh chị nha. Rồi, cái này em đang sale còn 800 và sale hôm nay siêu sale cho anh chị với giá là 700.000 luôn. Rất là mới nha, cái này mua tặng được á. 700 thôi, mã số là 69B. 700.000. 69B 700. Rồi. Cái túi đà điểu bự thiệt là bự nè, túi công sở nha. Cái này mình đựng quần áo cũng được, hoặc là mình đi công sở thì mình đựng giấy A4 là Vivu. Rồi màu ghi ha, ghi xi măng. Size ngang là được 38 nè, cao lên là 27, độ dày là 14 cm. Cái này xách tay không có dây đeo. Ổ chìa này là mình chỉ để demo thôi chứ cũng không có xài tới chỗ đó. Có khóa kéo miệng nha. Bên trong là lót nhung, hàng có hiệu anh chị. Cái này đang bán 2 triệu mấy á. Rồi sale nhanh cái này cho anh chị. Hôm nay giá siêu sốc luôn với giá là 1850. Chốt giùm em mã số là 70B 1850. 70B ha, 1850 cho cái túi này. Cái này hình như là hôm trước là 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó anh chị. Form to, form rất là to và cái miếng da nó phải bự lắm thì mới làm được cái túi này. Rồi. Tiếp tục. Cái tép A4 nè, tép A4 bằng da. 400.000. Bằng da bò rất là đẹp, độ mới cũng còn rất là ổn như hình ha. Trong lót da tổng hợp hàng của Italy, da xịn ha. Cái màu nó hơi sáng cho nên là nó còn đây anh chị. Chứ là màu mà nâu bò cái là anh cái chú mình hay mua cái này. 33 nhân với lại 26, 400.000, mã số là 71B. 71B giá 400. 71B giá 400.000 cho cái túi này. Rồi tiếp tục. Một cái tép này bằng da tổng hợp màu cam ha. Cái này có dây đeo, cái này nữ xài ok, có dây đeo để mình đựng laptop á. Ở trong đây nó cũng có cái túi chống sốc luôn, có dạng chống sốc á. Rồi cái này em đang bán với giá là 220. Nó có hơi cận răng răng cấn cấn chút xíu ha. Cái này da tổng hợp, sale nhanh cho anh chị với giá 200. 36 nè, nhân với lại 27, 72B 200k. 72B 200.000 cho cái túi này. Rồi. Một cái đà điểu nè. Sale quá trời sale luôn, đà điểu. Form sách như vậy anh chị ha, dạng clutch cầm tay á, form nó lạ. Size ngang á là được 23, cao lên là được 12 nha. Rồi, trang khóa thì có độ oxy hóa và cái túi này nó cũng không quá mới đâu. Đây nó có độ sờn trên mấy cái viền ha, cũng không có mới ken nhưng mà được cái là cái dáng nó lạ. Bên trong là lót da. Rồi sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 600.000. 600, mã số là 73B. Rồi xong. Hết video này anh chị ha. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo, em sẽ tiếp tục giới thiệu hàng tiếp cho anh mình anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái món hàng trong video này. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.